Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng mọi người đến với phần 5 trên 6 của bài 12 Phần này thì chúng ta sẽ ôn lại các cái từ Trước khi chúng ta vào trong phần đàm thoại Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nha Thứ nhất chúng ta có từ tiêu Từ tiêu hôm vừa rồi chúng ta tiếp cận nó với hai cái nghĩa Một là mất Ví dụ như là mất tiền là tiêu xẹn, Mất đồ là tiêu tung si Và nó cũng có thể nói cho những cái cái khái niệm trừu tượng hơn tiêu liền là mất mặt à, tiêu liền người ta cũng có thể nói là tiêu men tiêu tư", men à, ví dụ hôm nay mất mặt quá chiên thiên của thai tiêu liền là chiên thiên thai tiêu liền là ngày nào mà không gặp em là giống như anh bị mất cái gì đó nà gì thiên bù chiên tao nỉ của hào sang tiêu le xe sợ mò và ngoài ra từ tiêu cũng có nghĩa là lạc mất ví dụ quả tiêu là hại xưa là tôi bị lạc mất đứa con rồi quả tiêu là hại xưa là câu mà có hai từ la thì là chỉ cái hành động đó cái sự việc đó nó cũng còn đang diễn ra như vậy là chưa tìm được đứa con thứ hai chúng ta có từ hại xưa có hai nghĩa nghĩa thứ nhất là con hoặc là con cái của mình á quả dù có hại hoặc là quả dù chỉ có nạn hại xưa hỡi chỉ có chúng ta cũng có thể nói gọn hơn quả dù lẻn cái <laughs> hải y nản y nữ, giờ tôi có hai đứa con, y nản y nữ, một trai một gái cũng có thể nói gọn như vậy. và con trai của mình thì mình có thể nói là mình có thể nói là nản hải, nản hải, tức là nản hải và con gái là nữ hải giờ hoặc là nữ hải cũng được. cái tiếp ta có từ gián vừa rồi ta tiếp cận với nó với hai nghĩa, đối với đồ vật thì là kiểu dáng sầu chi gian giờ hình khan kiểu dáng của điện thoại di động rất đẹp hay là sơ tài gian giờ kiểu dáng của cái xe nó không có đẹp ngoài ra gian giờ cũng cũng dùng để chỉ dáng vẻ của con người như vậy ví dụ như là dáng vẻ của anh ấy thế nào hay của cô ấy thế nào thái gian từ sầm giang thái cưa sự cao cao ta vóc dáng cô ấy rất cao tính từ lặp lại nghĩa tăng lên thái dèn chiên ta 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 mắt cô ấy to kế tiếp ta có từ dèn chiên dèn chiên là mắt là mắt của mình một đôi mắt thì yi xoan hiền chiên hai đôi mắt là liền xoan hiền chiên tha thơ hiền chiên hắn khờ ai đôi mắt cô ấy rất dễ thương tha hiền chiên hình phèo lèng đôi mắt cô ấy rất đẹp kế tiếp ta có từ chuan Chuan sẽ có hai nghĩa nghĩa thứ nhất là mặc như vậy là xoan mẫu y là mặc áo len xoan chân xanh mặc áo sơ mi rồi chuan chuyến giờ mặc váy Chuan khu giờ à, mặc quần Chuan khu giờ là mặc quần Và từ chuan này à, cũng có một cái nghĩa khác nữa là mang à. Ví dụ như là mang giày là chuan xẻ, à, xẻ". À, Nếu với nghĩa là động từ thì từ chuan có nghĩa là xuyên qua Ví dụ đi xuyên qua một cái cánh rừng này Chuan à, qua ở đây là xuyên qua Ông nói việc của nó là từ xuyên cái tiếp ta có từ thứ tám là từ chen là lượng từ của nhiều thứ à, trong phạm vi của bài thì từ gen này là lượng từ của áo hoặc là quần áo nói chung ví dụ ý chen y phục một bộ quần áo hoặc mày ý chen y phục tôi đi mua một bộ quần áo Trên chen y phục hẳn hò khan bộ quần áo này rất đẹp và từ chen chỉ riêng là cho áo như vậy là ý chen sơn san một chiếc áo sơ mi liền chen sơn san là hai chiếc áo sơ mi à. Cái tiếp ta có từ khoảng, khoảng là màu vàng Khoảng là màu vàng, vừa rồi chúng ta cũng học được một số màu à, Khoảng là vàng, nó là tính từ à, Vừa rồi ta còn có là hũng là đỏ Rồi lãnh là xanh à, Chúng ta còn có thêm là sữa là tím nữa Rồi, ví dụ như là khoảng chân xanh là áo sơ mi vàng Bãi chân xanh là áo sơ mi trắng Hay chân xanh là áo sơ mi đen Hay là hay khu quần màu đen hay là hay chuyển giờ, váy đen à. kế tiếp ta có chân gian từ này mình mới nhắc tới nhắc lui mấy lần khoảng chân gian là áo sơ mi màu vàng à, cô ấy mặc cô ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng tha chuan ra ý chen khoảng chân gian chuan ra là đang mặc tha chuan ra ý chen khoảng chân gian cô ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng thẻo là lượng từ cho rất nhiều thứ trong phạm vi của bài thì thẻo là lượng từ cho những cái phần trang phục mà che bên dưới cơ thể của mình như vậy là y thẻo chuyển giờ là một chiếc váy y thẻo khu giờ là một chiếc quần rồi của mày y thẻo chuyển giờ à, tôi mua một chiếc váy y thẻo hoa chuyển giờ một chiếc váy hoa váy mà có hoa văn chứ không phải là váy trơn thì đó từ hoa là từ thứ 12 thì hoa ngoài cái nghĩa là hoa văn ra nó còn có nghĩa khác là bông hoa như vậy là hoa xì hoan khan hoa tôi rất thích ngắm hoa rồi, hoa duyển là hoa viên tức là vườn hoa rồi dấu hình tô hoa ở trước nhà tôi có rất nhiều hoa trung ra hình tô hoa có trồng rất nhiều hoa kế tiếp ta có từ chuyển xưa là váy chúng ta cũng mới nhắc xong hoa chuyển xưa là váy hoa của xì hoan chuan. hoa chuyển xưa tôi thích mặc váy hoa chỗ thiên của mày là lẻng chen hoa chuyển giờ hôm qua tôi đi mua hai chiếc váy hoa tức là váy mà có hoa văn kế tiếp ta có từ trảo chỉ trảo chỉ là sốt ruột hoặc là lo lắng chúng ta dùng trong cái trường hợp ví dụ như sắp đến giờ thi hay là giờ làm việc mà mình bị hư xe chẳng hạn mình cảm thấy lo lắng sắp tới giờ chiếu phim rồi mà bạn mình chưa đến để cùng đi nữa mình cảm thấy sốt ruột lo lắng thì dùng từ này hoặc là cái người mẹ nào đó lạc mất đứa con bà ấy rất là lo lắng là chúng ta dùng từ trảo chỉ tiêu là hải chưa là tôi lạc mất đứa con rồi ni bé trảo chỉ chị đừng có lo lắng vừa mới dĩ tiếng bắn nị trò chưa chúng tôi nhất định giúp chị tìm được cái đứa bé rồi trảo chỉ là lo lắng cái tiếp ta có từ thứ 15 là từ zui zui là nhất từ này chúng ta cũng gặp nhiều rồi muốn nói cái gì đó nhất thì chúng ta phải đặt cái từ đó phía đằng sau như vậy đẹp nhất là truy theolen tốt nhất là truy hậu bận nhất là mảng à, lạnh nhất là truy lợn nóng nhất là rơ à, y chang như vậy chúng ta cứ ghép vào thôi và thích nhất là truy xì hoan cái tiếp ta có từ thứ 16 là từ nản nản là khó vẫn nhắc lại. Tức là khó đây là khó thực hiện, khó làm một việc gì đó Còn khó hay khó mà chỉ khó tính, dễ tính thì chúng ta không dùng từ này à, Ví dụ như là khan duy nạn mà Tiếng Hoa khó không? Khan duy pu nạn Tiếng Hoa không khó Yên duy nạn mà Yên duy yeah, về pu nạn Tiếng Anh khó không? Tiếng Anh cũng không khó Nản do là khó làm Nản so là khó nói cái việc này rất là khó nói, trên tiếng sư hình ảnh số. Tha việc của nấy rất là khó nói nì tờ quân thị hành nản hủy tả Cái câu hỏi của bạn rất là khó trả lời Rất khó trả lời kế tiếp ta có từ thứ 17 là từ hoa Hoa là vẽ, như vậy là nản hoa Khó vẽ Rển hành nản hoa Người thì rất là khó vẽ Rển hành nản hoa Từ thứ 18 là mà là ngựa, như vậy là bãi mạ là ngựa trắng Ví dụ vậy Rồi hoa mạ là vẽ ngựa Hoa mạ nản má à, Hoa mạ hình ảnh Vẽ ngựa khó không? À, vẽ ngựa rất là khó à, Mà là ngựa Cái tiếp ta có từ rủng di là dễ Rủng di là dễ cũng dễ thực hiện hay là khó thực hiện Chứ không phải nói về cái tính cách con người Bố tôi rất dễ, mẹ tôi không dễ à, Không nói dùng từ rủng di ở chỗ này Khang gì rủng di sẽ mà Hình rủng di Tiếng Hoa dễ học không? Rất dễ Hình rủng di Diễn gì rủng di mà Diễn gì dễ hình rủng di à, Cái việc này rất là dễ làm thôi à,这件事很容易做，很容易做。kế tiếp ta có từ quỷ, quỷ thì là ma hay là ma quỷ gì đó. hoa quỷ hình à, rỗng gì, vẽ ma thì rất dễ. quỷ sao ma rỗng gì? tại sao dễ? vì quỷ ta dán từ của mình to putri to. bởi vì dáng vẽ của ma thế nào thì chúng ta không biết, chúng ta đều không biết. hoa bướm à, xanh, vẽ không giống. về pu rỗng gì pha sen cũng không dễ gì phát hiện ma thì chúng ta vẻ càng đáng sợ thì có vẻ là có lẽ là càng giống à, quệ à, wish, wish là tại sao chúng ta cũng gặp rồi và nó có thể kết hợp với các cái thành phần khác nó cũng có thể đứng một mình ví dụ ngày mai tôi không thể đến được miễn theo một punẫn lại à wish more, tại sao? Vì ta dùng vậy thôi? Vì à, quay hình mạng, bởi vì tôi rất bận. Vì quay của gia dầu sư, bởi vì nhà tôi có việc. Why? Từ thứ 22 là từ bị. Bị là so hoặc là so với. À, ví dụ như là tôi cao hơn ấy thì phải nói là tôi so với anh ấy thì cao. Quả bị tha cao. Hôm nay nóng hơn hôm qua. Chín thiên bị chỗ thiên rơ thiên <tư> bị chỗ thiên rơ Hôm nay so với hôm qua thì nóng Đó ta có từ bị Và chúng ta lưu ý là trong câu mà có từ bị Thì không có dùng hình được Ví dụ tôi cao hôm nay rất nhiều Quả tha Câu tờ tố Nhớ là tờ tố Vừa rồi mình cũng có có học Hoặc là cao tố là Quả bị tha Cao tố là Hôm nay nóng hơn hôm qua nhiều Chín thiên bị chỗ thiên Rơ tố là <tư> không được nói là chín thiên bị chó thiên hình rơ. cái tiếp nữa là từ sen sen là giống có thể chỉ về cái bề ngoài cũng có thể chỉ về tính cách được tha hình sen ba bà bạn ấy rất là giống bố tha bố sen ma mạ bạn ấy không có giống mẹ anh ấy không giống mẹ hòa sen dễ dễ này nai. hòa sen dễ dễ tôi giống ông nội hòa sen này nay tôi giống bà nội rồi bố sen thì là không giống và sen cũng có thể dùng cho tính cách cũng được <laughs> ta xiang ba ba sĩ khoan yên tôn Ta xiang ba ba khoan tôn Anh ấy rất giống bố là thích thể thao à, Cũng có thể nói về các cái tính chất khác cũng được Kế tiếp chúng ta có từ pha xiên Pha xiên là phát hiện à, Tôi phát hiện em trai tôi nó có bạn gái rồi Wà pha xiên Wà tí tì Wà pha xiên Wà tí tì nữ phương hiệu là tôi phát hiện là tiếng Nhật rất là dễ học của phát hiện rơi dị hành rủng dị sẻ của phát hiện rơi dị hành rủng dị sẻ phát hiện là phát hiện hoa bố xiang rảnh hình nản hoa người thì rất là khó vẽ hoa bố xiang hẳn rộng dị phát hiện vẽ không giống là rất dễ bị phát hiện kế tiếp ta có từ quảng quản là vương cái nghĩa nó là vua nhưng ở đây thì là họ vương ví dụ như quản sen sơn là ông vương khoảng xéo chè quản xéo chè là cô vương à, quản lãnh là vương lan quản lão sư là thầy vương cái tiếp ta có từ chiến lị là giám đốc như vậy quản chiến lị là giám đốc vương cái ông giám đốc nào đó họ vương mình gọi ông là mình gọi ông đó là quản chiến lị Kế tiếp ta có từ tiên nạo Tiên uh, có nghĩa là máy tính Hoặc là máy vi tính Tiên não cung sứ là công ty máy tính Ờ,我在一个电脑 uh cung sứ Cung do Cũng có thể nói là Ở Tiên cung sứ Cung 一家 Cũng như là cơ Lượng từ Một cái công ty máy tính Tôi làm việc ở một công ty máy tính Cái tiếp ta có từ 妻子 là thê tử Tức là vợ uh, chi là lão sư Vợ tôi là giáo viên Ờ,我朋友的妻子 uh, sư y sơn vợ của bạn tôi là bác sĩ và vừa nhắc thêm tức là chi giờ còn có một từ khác là, là lào phổ là từ mà bình dân á tức là bà xã hay là vợ cũng được kế tiếp ta có từ y sơn ta có từ y sơn y sơn thì là bác sĩ và tương ứng nó cũng có một cái từ đồng nghĩa nữa là từ tai phu à, tai phu như vậy cái ông bác sĩ nào họ vương mình gọi là quản y sơn hoặc là quản tai phu của chi sư y Vợ tôi là bác sĩ Cái tiếp nữa, từ thứ ba mươi ta có từ trai trai từ này thì chúng ta gặp rất là nhiều rồi à, Nó sẽ có à, vài cái chỗ dùng Thứ nhất là trai là ở à, ở à, Chín thiên của cha cha, hôm nay tôi ở nhà Miễn thiên của bố cha cha, ngày mai tôi không có ở nhà Miễn thiên của cha cung xưa. ngày mai tôi ở công ty, ở đó là động từ Rồi kế tiếp nữa, của cha cha à, sẽ xin của chai cha sẽ xin thì trai đó là giới từ chai à, đó là giới từ ừ, tôi ở nhà viết thư của ừ, chai cung sư cung cho thì trai đó không phải là động từ ở mà nó là giới từ à, nhưng cũng dịch tiếng việt là ở thôi chai còn có một nghĩa khác là đang của ừ, trai sư phan tôi đang ăn cơm của ừ, trai sẽ han dị tôi đang học tiếng hoa thì trai đó là phó từ và đến đây mình xin kết thúc phần 5 trên 6 của bài 12. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp.